Trái Hồng Quân, trái Hồng Quân thì bà con ta biết hết rồi phải không bà con? Nhưng mà có nhiều lúc bà con ta quên đi, cứ nó cái Hồng Quân nó tốt là ăn được hết, nhưng mà không phải đâu. Nó tốt thì tốt, nhưng mà riêng có những người có bệnh này ăn vào thì chúng mình ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Cho nên vui lòng đừng ăn nha bà con, đừng ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình. Là những người bệnh đau dạ dày, nhuận tràng, lúc đang đói bụng, phụ nữ đang mang thai, cho con bú, trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, nó tốt và kiêng khớp, xương, huyết áp, tim mạch và những người khó tiểu, tiểu khó đó vui lòng đừng ăn. Vui lòng đừng ăn trái Hồng Quân để nó tốt cho căn bệnh của mình, tốt cho sức khỏe của mình. Những người không nên ăn trái Hồng Quân là có bệnh dạ dày, nhuận tràng, lúc đang đói bụng, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, xương, khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu khó là vui lòng đừng ăn trái Hồng Quân. Còn ngoài ra trái Hồng Quân có người ta gọi là quả Hồng Quân thì nó tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa được khối u sơ. Đó, quả Hồng Quân hay trái Hồng Quân như vậy nha bà con, ngăn ngừa được khối u sơ và nhân sơ, u sơ tiến tiền liệt, đau vùng hạ vị, dạ dày, làm giảm bớt dịch vụ sỏi thận, viêm mật, sỏi mật, làm sạch khí huyết hư cho nữ giới. Ăn 3 trái một ngày, chứ phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn chỉ 3 trái một ngày, một tuần ăn không quá 2 lần. Ăn 3 trái một ngày, mà một tuần thì ăn không quá 2 lần. Với trái dập nát rồi thì không ăn, ăn ta bỏ hạt bà con ạ. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.